Các bạn, bữa nay tôi đi nước hoa cúc câu kỷ. Cái thành phần nó có hoa cúc gồm 9 gram, rồi câu kỷ tử ta cho 9 gram, quyết minh tử thì cho 6 gram, rồi sau đó hoa cúc, quyết minh tử và câu kỷ tử ta rửa cho sạch. Rửa cho sạch xong sau đó ta bỏ vô cái nồi đất. Rồi ta thêm một chút xíu, một ít nước để nấu. Cái lửa nó vừa sôi ta giống như là nấu nước vô nấu nước trà. Hoặc là ta bỏ vô cái bình trà, ta pha cái nước sôi thì ngâm là được 30 phút. Thì cái cách thức ta dùng như sau, là uống thay trà. Đó, cái công dụng nó như sau, là nó tán phong nhiệt, rồi nó bình can, rồi nó sáng mắt, giải độc, nó bổ cho can thận. Bây giờ ta qua đến canh dương sâm và bách hợp. Nó gồm có sâm hoa kỳ là 6 gram, rồi bách hợp ta dùng 15 gram. Cách thức ta làm sâm hoa kỳ rồi bách hợp ta ngâm cho nó nở, rồi sau đó ta bỏ vô tô, rồi ta chưng cách thủy cho đến khi mà nó mềm. Uống thì ta uống tùy ý. Cái công dụng của nó là nó có cái tác dụng là ích phế âm, rồi thanh tân, nó sanh nước bọt giải khát, nó trừ ho, thanh tâm an thần, dành cho người ung thư phổi rất là tốt. Ta dùng đến thịt vịt hầm thái tử sâm, thịt vịt hầm thái tử sâm, thái tử sâm ta dùng 15 gram, con vịt hoặc là gà hoặc heo, cái lượng thích hợp, nhưng mà tôi khuyên các bạn dùng vịt ha. Ta rửa sạch thái tử sâm, rồi thịt vịt thì ta cũng rửa sạch, ta chặt miếng, rồi ta bỏ vô cái nồi đất đó. Ta hầm cho đến khi mà nó mềm đó. Cái cách dùng như sau, là ta uống cái nước canh và ta ăn cái thịt. Công dụng của nó là nó bổ khí và nó tiết nước bọt. Cho cái phần này là chủ trị là cho cái người mà chủ yếu là ung thư phổi, ăn và uống là rất là tốt nha các bạn. Ta đến canh bách hợp phổi heo. Cái thành phần nó gồm gì? Nó có bách hợp là dùng 30 gram, rồi nhân sâm ta dùng 5 gram, rồi phổi heo ta dùng 250 gram, bách hợp, nhân sâm, rồi ta đem rửa sạch. Phổi heo thì ta sắc miếng và ta bỏ vào nồi nấu chưng. Sau khi mà ta hầm chín thì ta thêm một chút muối ăn và ta cho gia vị vô, thì ta uống canh và ăn sâm thì ăn thì cái công hiệu nó là ít khí và nó dưỡng âm. Người mà ung thư phổi là dùng rất là hay nha các bạn. Chữa của những cái người ung thư phổi ở thời kỳ đầu. Canh đông biển nấu với nấm đầu khỉ. Cái thành phần nó là thục địa hoàng là 15 gram, rồi đương quy là 12 gram, đào nhân là ta dùng 9 gram, rồi hồng hoa ta dùng 6 gram, rong biển ta dùng 20 gram, nấm đầu khỉ là ta dùng 30 gram.
rồi gia vị, lượng cho vừa đủ, 40 vị thuốc đầu, thục địa hoàng, đương quy, đào nhân, hồng hoa, ta nấu, lấy nước, ta lọc bỏ xác đi. Đó, xong rồi ta cho cái rong biển với lại nấm đầu khỉ vô để nấu chín, nêm gia vị vô cho vừa ăn. Đó, mỗi một ngày thì dùng một thang như thế này, uống liên tiếp trong 30 ngày. Đó, thì nó là hỗ trợ cho ung thư thực quản, ung thư thực quản nha các bạn. Đó, bây giờ ta qua cái phần mà chủ trị cho bao tử mà sốt xuất huyết tiêu chảy lâu ngày. Ta dùng cháo ô mai. Cái thành phần có ô mai là 20 gram, gạo lứt hay là gạo tẻ là ta dùng 100 gram. Đó, đường phèn hay là đường đỏ, ta dùng cái lượng vừa ăn. Ô mai thêm nước bỏ vào nồi nấu cho sôi, rồi ta lấy cái nước cốt, rồi ta bỏ xác, ta cho cái gạo đã vo sạch vào cái nước này, nước cốt ô mai đó, để ta dùng ta nấu cháo. Đó, sau mà khi mà cháo chín á, thì ta bỏ đường đỏ hoặc là đường phèn vô, đường thẻ đó, thì ta ăn cái lúc nào, ăn cái lúc mà bụng đói nha các bạn, thì cái công hiệu của nó là thu sắc chỉ huyết, nó bảo vệ phổi và nó chặn ho, và nó còn giúp cho tiêu chảy. Đó, nó rất là quan trọng cho cái người bị ung thư bao tử xuất huyết và bị tiêu chảy lâu ngày. Đó, và cảm ơn tất cả các bạn đã coi cái bài mà món ăn dành cho trong phần này chủ yếu là nói về ung thư phổi, cho người ung thư phổi và cho cái người mà sốt xuất huyết bao tử. Và cũng có bài cho cái ung thư thực quản. Và tôi cũng sẽ phát tiếp những cái bài mà nói về cái món ăn cho người dành ung thư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Và các bạn nhớ ha, là trong các cái món ăn nó hỗ trợ rồi thì chúng ta thường xuyên phải, thứ nhất là phơi nắng buổi sáng sớm trước 8 giờ rưỡi, hoặc là và ta phải tập thể dục. Và cái bài mà để hỗ trợ cho các bạn là tốt nhất là đó là bài dịch cân kinh ha các bạn ha. Và khi các bạn trong các cái bài và cái cuộc sống hàng ngày, khi các bạn bị stress thì cái bệnh nó cũng sẽ rất là tiến triển, là cho nó bị nặng đó, từ lành mà nó trở thành nặng nhanh lắm. Cho nên trong cuộc sống chúng ta là ta làm một cái gì đó đam mê, cho dù bệnh tật nhưng mà ta cũng đam mê một cái gì đó, nó cũng là một cái trong những cái mà nó chữa bệnh đó các bạn. Vì khi các bạn đam mê một cái chuyện gì đó thì nó sẽ quên đi cái bệnh. Đam mê có nghĩa rằng các bạn cũng ưa thích nó, các bạn mới đam mê được. Cái điều đó rất là quan trọng nha các bạn. Cái tinh thần của cái người bệnh lúc này rất là quan trọng. Trừ cái trường hợp mà những cái người mà bệnh nặng quá thì chúng ta sẽ cho nghe nhạc, nghe những cái nhạc nào mà nó là cái người bệnh mà người ta ưa thích trước giờ, thì nó rất là hỗ trợ trong cái vấn đề mà chữa bệnh ha các bạn ha. Cảm ơn tất cả.